Ok, good morning cả nhà. Bây giờ là mình đi, hôm nay mình có đem cái GoPro của mình, con trai mình nó tặng. Hôm nay mình đi sẽ trải nghiệm cái bắt hào cho mọi người coi nha. Bây giờ mình bắt đầu đi xuống. Con chó mình ngồi kia kìa, đang ỉa kìa. Mọi người thấy không? Vô gì quá ha. Mình xuống. Ok. Kìa, mình đầu tàu mình đây nè. Đó, mọi người thấy chưa? Đó, bây giờ mình đi vô trong cái khu trong này nè, nước giờ nó đang cạn. Mình thấy không? Đó, giờ mình đi nè. Chút xíu mình đi vô kia mình chỉ cho mọi người coi con hào nó nằm ở trong cái thấy cái bờ cỏ đó không? Đó, rất là nhiều hào. Lại chú cúm của mình lại ỉa nữa, ra đây là khuất mát mẻ đít chứ sao ỉa hoài vậy ta, sáng chưa ăn gì hết mà. Mọi người đừng cười nha, nó ỉa là chuyện nhỏ, mình ỉa chuyện lớn. Da vô duyên dữ trời. Benny, are you okay? You scared? Bà đi bắt sò, bắt oyster cho mọi người dòm. Mọi người thấy mình bắt oyster ở Mỹ là sao? Bắt để mình chút xíu mình đã bỏ cái bàn với cái trại của mình ở đằng kia rồi, từ dần kia nước cái chỗ đó, cái chỗ để mà gia đình đó weekend để người ta ra, người ta bỏ trại bỏ dù người ta chơi đó, còn mình thì chạy tàu tới đây bắt dài con oyster chút xíu nướng. Đó, mọi người thấy không? Đó, thấy thấy cái đó là thấy nó nhiều không? Mọi người thấy nhiều không? Đó, mình đó, đi gần lại nè. Đó, thấy không? Chút xíu nướng. Đó, mình từng chuẩn bị tới chỗ bắt này, nhưng mà đi từ từ thôi. Tại vì nó sẽ đâm vô cái giò của mình, nó cắt cái chân của mình đó. Nếu mình đi nhanh quá. Ừ, nó bén lắm. Thấy không? Đó, mình đi vô đây. Mình không dám vô cái sâu trong kia đâu, tại vì mình thả ngoài này thôi, mình bắt ngoài này thôi chứ đó, mình không dám. Đó, mọi người thấy nó nhiều không? Nó nhiều lắm đó. Mình bước chân lên này, này này, mình bắt chỗ này nè. Đó, mọi người thấy không? Đây nè, nó nằm đó chị lắm, đập nó ra xong rồi đây nè. Những con chết mình chỉ mình bỏ vô cái xô chút xíu nướng. Mình chỉ bắt con bự thôi, con nhỏ mình không bắt đâu, nó đang nhiều mà, là sao bắt con nhỏ chứ. Con bự này thấy không, nó nằm đóng ở đây luôn. Đó, thấy không? Rửa đi, thấy vậy chứ mình rửa nó sạch lắm, không có dơ đâu nha mọi người. Từ nước này, nước không phải nước nước động chỗ mà nước lên nước xuống, giờ nước đang xuống mình mới bắt được cho chút xíu nữa, 2 tiếng nữa là nước lên cao lắm, không bắt được đâu. Nên mình canh thủ nước nó xuống nè. Thấy, mọi người thấy con này bự không? Bự này trong bự lắm, mọi người thấy không? Quá bự phải không? Mọi người thấy bự không? Con này con nhỏ nhưng mà nó cũng ngon lắm. Mình ra sớm, hôm nay mình ra sớm lắm. Tại vì bữa nay là ngày chủ nhật á, nhiều người đi lắm, mình không ra sớm á là mình không có cái chỗ đậu tàu đâu, chỉ là cái chỗ mình cắm trại đâu. Thì mình quyết định hôm nay mình ra trước gia đình của mình. Mình gọi bà xã mình mới dậy, mình cũng đã chuẩn bị đồ sẵn hết rồi. Thì ra là chỉ có enjoy thôi chứ không có cần phải làm gì nhiều nữa. Mình bắt cái này xong rồi đó, rồi chút xíu mình làm mình câu cá, rồi mình nướng. Câu cá lúc nào mình câu không có đó, nước lên nước xuống thì không có đó. Còn cái này nè, nó nhiều lắm nhưng mà phải đợi nước xuống mới bắt được. Mình hồi bữa mình bắt cái này mình không có đeo bao tay á, nó cắt cái tay của mình.
trời mẫu dữ lắm, nhưng hôm nay mình phải đeo vào tay vì mình không muốn cắt ai gì đâu lắm. Bắt gia đình bắt đủ ăn thôi, từ giờ còn đem đồ ăn theo nữa mà, chứ đâu phải là ăn cái này không đâu. Nhiều quá. Mình đi chỗ khác, bắt 10 con, mười mấy con này thôi. Mình đi chỗ khác. Mình bắt nữa. Bắt một chỗ không được. Mình tìm sò. Để coi mình có bắt sò được không nha. Mình bắt sò được cho mọi người coi luôn. Mấy năm trước á, ở đây rất là nhiều sò nha. Đi á, đi là dậm dưới chân luôn á. Mình bạn của mình ở bên tiểu bang khác qua chơi á, mình cũng thường mùa hè nè là chở mọi người ra đây bắt sò, bắt nhiều sò lắm. Còn mấy năm nay mình không thấy nhiều sò nữa. Mình coi coi, nhưng mà có bắt được con mình cho mọi người coi con sò gì nha. Mình thích ở đây là mùa hè được đi ra biển vậy nè, được bắt sò, ôi trời câu cá nữa. Mùa đông cũng được đi câu cá nhưng mà không có bắt sò được, lạnh lắm. Không biết, chắc nhiều người bắt lắm, bây giờ không còn sò để mình bắt nữa. Bắt bị gì thấy ôi tờ, đập ôi tờ thôi. Có thể mình hên là chắc cũng được 1 con 2 con sò chứ, đâu có bắt hết được, biển nhiều mà. Nhưng mà giờ mình đi cái oyster đó, cái con hạo khó bắt hơn, mình phải lái trước. Rồi chút mình đi vô mình mò sò đây, hình như là có 1 con đây nè, đây nè, mọi người thấy không? Đó, nó đây nè, nó đây nè, mình chỉ cho, đó nó này, đó, thấy mọi người thấy không? Cái tay của mình đó, cái này đó, đây đó, đây con sò đây nè, mọi người thấy không? Thì mình cái GoPro mình để trên đầu, mình không thấy, mình quay thôi. Người thấy phải không? Đó, đó là clean đó. Đó, bỏ vô thùng. Mình cũng không có thích ăn cái con sò này gì mấy đâu. Tại vì nó bự, nó dai. Còn mấy con nhỏ đó, mình không, thỉnh thoảng bắt được nó thôi. Giờ nhiều. Thật sự cái oyster này á, nó cũng không cho mình bắt bắt đâu nha. Đó, là tại vì mình chỉ muốn bắt vài con để nướng cho gia đình thôi, chứ phải có business license những cái chỗ này nè. Tại vì con này á, ở trong những cái nhà hàng mà gần biển ha, nó bán đến 12 đô la một 12 đô la 12 một đồng con á, một đồng đô một con á, nên á mình bắt cái chân mấy chục con là mấy chục đồng rồi, nên mình chỉ bắt ít để ăn thôi. Đó. Ở bên này á, cái gì nó cũng có bằng hết đó, chứ không phải là mình mình bắt con sao mình bắt đâu nha, của thiên nhiên vậy nó chứ, nhưng mà cũng phải mua bằng bắt. Nhưng mà cái bằng của mình á là cái bằng chỉ được câu cá thôi. Hình như mình đạp chúng con sò nhỏ này đó, mọi người thấy không? À, đó, con sò này rất là ngon nha mọi người, thấy phải không? Đó, nhỏ hơn con hồi nãy. Hình như cái này là cái con sò chết nè. Nó nằm ngoài, thấy con sò chết nằm không? Nè, đây nè. Ủa, nó không phải chết. Nhưng mà sao nó nằm nó nổi như ta. Thôi kệ đi. Nó có dưới nước nó còn sống. Mình bỏ vô luôn là được 3 con sò rồi nha mọi người. Đó, chứ có thể chắc mình đặt một cao con nữa đó, còn biết phải không thôi. Nhưng không phải, con chó mình á, mình chạy đằng kia này, nó không dám theo mình, tại vì đây nước nước cũng hơi sâu, con chó mình rất là sợ nước, mà một lần á mình nó thấy mình đi á là nó hầm hực lắm, đòi đi theo đó. Mình ít chở nó đi lắm, thỉnh thoảng á. Hôm nay tại vì có gia đình mình, con mình trên DC về,
Nhưng mà chiều nay nó đi lại về nhà rồi nên mình phải dùng thời gian để chở đi ra đây chơi. Mọi người thấy sao không? Cái chỗ này sao mà nó nhiều con ôi sờ nổi quá vậy ta. Mình không dám vô sợ dặm chân, cắt chân nó đó. Thôi mình đi, mình ngồi ra ngồi chút xíu đi. Bắt ra mới có mười mấy con oyster thôi. Bên kia rất là nhiều. Để coi mình lội qua đó thử coi ha. Mình lần đầu tiên mình quay cái GoPro này ở trên, để trên đầu mà nó cũng không rành. Nếu mà có gì á, thì mọi người thông cảm nha. Bắt được con sò bự nữa nè ha. Đó. Mọi người thông cảm cho mình nha, tại vì mình cũng chưa có rành quay cái này lắm, chỉ bỏ để trên đầu thôi. Đây nữa nè, sò ngoài này nhiều quá vậy ta. Dặm nó giờ con này nhỏ nè. Mình thấy không? Đó. Hảo đi là mình dặm chân nè, mình dặm mà. Đây nữa nè, mọi người thấy nè. Đó. Đây nè, đó nhiều đó, thấy không? À, chân mình cũng dặm con nữa nè. Mình đẩy lên cho mọi người coi nè. Có nhiều. Thấy không? Này dặm nó cũng hơi nhiều quá đó. Chỗ này hai một con luôn nè. Nhiều khi đụng một ổ luôn. Đó, mọi người thấy. Đó, chân mình cũng đang những con nè. Con này con nhỏ xíu à, nhưng mà rất là ngon. Mình thấy không? Nhỏ, mình thích nhất con này nhỏ này nè. Mà ít có bắt nó, ít có nó lắm. Chỗ này rất là nhiều nha. Con nhỏ nè.